Vâng, kính chào quý vị và các bạn Hôm nay mình đưa mọi người chúng ta đến ở quê hương mình để các bạn xem đây, Ở đây là toàn bộ rừng núi đấy Ở đây cao rất là cao, cao hơn mặt đường nhựa chắc khoảng độ 40 mét đây, đây là ông cậu Phia Đấy là 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 trước là anh em là cùng đi chăn trâu với nhau đấy Thế nhưng mà mình cũng chưa biết là tại sao mà ở đây bây giờ thì đất rất là sốt Có thể bán Một mảnh đất Là lên hàng tỷ đến 2 tỷ Thì không biết họ mua để làm gì Đấy như Đất nhà cậu đây là bây giờ người ta giả bao nhiêu rồi 2 tỷ 2 đấy, 2 tỷ 2 nhưng mà tức là nhà không bán thì người ta cố đến người ta giả để cho mình bán đấy Quý vị các bạn đã giả 2 tỷ 2 rồi nhưng mà Theo như mình cũng nói rồi với con cháu rồi với các mọi người ở trong quê mình nếu mà bán là hết. Bây giờ người thì đẻ không đất thì không đẻ nữa. Bây giờ mình lên đến gọn đồi rồi nó cũng mua thì thì cậu ở bán đi là hết đấy Và đây thì rất là phát triển này. Đây các cháu như cái nhà đằng trước đây là cháu vừa mới có hai mấy tuổi đầu thôi cháu làm cái nhà to cái xù các bạn. Đấy thì ở đây thì 100% là đi làm thuê mướn ở Hà Nội với lại ở nhà làm vườn. Đấy là bây giờ là chúng ta cùng đi với ông quan cậu đi ra xem cái vườn vườn bưởi của cậu về là trước ấy thì là là mình về thì cậu bảo là thấy cậu đi gánh cây chanh ở đây thì toàn bộ gánh xe không lên đến nơi được đấy gánh chanh thì bảo là cậu sẽ đổi đời bằng vụ chanh nhưng mà đường mấy năm có quả thì cậu phải phá tám năm tám năm có quả này phải phá bây giờ trồng bưởi đấy đấy quý vị chúng ta xem này bưởi năm nay của của cậu rất là sai này đấy bây giờ quả vừa mới đấy bây giờ quả thì quả to thì bằng cái chén và bằng cái nắm đấm quả bé thì như ngón tay phải không rất là sai xài, xài chiếu quả đấy quý vị các bạn Đó, đây là bưởi bưởi các bạn bưởi diễn không hay là bưởi đỏ. gì bưởi đỏ, đỏ là... À, đây là giống bưởi đỏ đấy tức là cái vườn này thì chắc là phải phải lại cam bay thì mới có thể quay hết được quý vị các bạn làm vì đây là rất là rộng nhưng mà Ngân cũng đính chính lại là trước ấy Nếu như mà trường hợp mà mình ở đây Thì chắc là bây giờ thì mình lắm tiền lắm Đi sát đấy nhỉ Lấy thằng lên đến nhà cậu này nhỉ Thì người biết là bao nhiêu tiền Thế mà bây giờ bỏ đi Vậy mình bỏ đi là bỏ không Cuối cùng là bây giờ bao nhiêu nhà đến làm sổ đỏ ở thế là Bây giờ mình về thì cũng thấy là cái tiếc Nhưng mà được cái là mình Mình, mình đi ra xã hội mình sống thì nó cái vui hơn Quý vị các bạn ạ Cũng có cái vui Mình mất cái nọ thì được cái kia Tức là ông trời ông nói rồi ông cũng không lấy của ai không cái gì Đó Cho nên là mình đi ra ngoài xã hội mình sống hơn 30 năm Đấy bây giờ mình về quê mình mới ghi lại cái hình ảnh ở nhà quê Cho quý vị và các bạn chúng ta cùng xem Và ở đây các bạn nhìn đây Ngân không có nói sai một chút nào Ở đây là ở đất rồi quý vị các bạn ạ Đồi ở quê hương Ngân đồi rất là cao Ở trên kia là người ta dòng keo này đó cái vườn bưởi của nhà cậu đấy thì ở hết cái giữa cái, cái, cái dưới, dưới, dưới keo này là đến cái vườn bưởi của nhà nhà ông cậu này đó và cái đất của nhà ngân thì ở đằng trước kia là đất đường nhựa cũng rất là rộng đấy cũng rất là rộng thế nhưng mà với cái chiều dài của nó hầu như cái khu vườn keo ở bên kia khu vườn keo bên kia là của nhà ngân hết này đó thế là mình bỏ đi cái là bao nhiêu nhà làm sổ đỏ cuối cùng nhận đất vì ngày trước cái năm uh... 9495 ấy là ở khu này là là có một mình nhà cậu lên thôi. Đó thì lúc đấy là mẹ của ông cậu này còn sống thôi là mới kéo con cái lên quý vị các bạn ạ. Xong bắt đầu là bắt đầu ở đây mới thành cái cái xóm chứ còn trước là là có một mình nhà cậu ở đây đất rất là rộng. Đấy. À, vâng, cái mảnh này là 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 người ta đã giả 2 tỷ 2 rồi, tức là để lại cái nhà với lại một số nữa ở ria ria quanh quanh nhà còn ở bên quanh là người ta mua nhưng mà Đấy nếu mà trường hợp mà mà cậu mà bán đi là lại đổi đời đấy nhỉ, mua ô tô, mua xe hơi. Xe hơi thì không lên được, chỉ máy bay thôi, phải không? Đấy. Đấy bưởi rất là sai. Năm nay là được mùa bưởi đấy nhưng mà không biết là giá như thế nào. Và được cái dịch bệnh đỡ rồi thì là mình có thể xuất khẩu bán được rồi đấy. Cây này thì quả còn bé. Đấy, cây này thì sai. Đấy. Này thì chắc là à, chắc là khoảng độ 2 tháng nữa ngân về thì quay là chiếu quả luôn quý vị và các bạn ạ. Đây đây là trồng 100% là giống bưởi ruột đỏ của bưởi giống nó xuất xứ là từ từ Tân Lạc đó ở đây thì nước là chuyển từ trên núi xuống quý vị các bạn ạ chứ không phải là toàn bộ là ăn nước ở trên khe núi xuống hết chứ không phải là 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 đào giếng đấy đây nó được cái như thế chỉ mất tiền điện thôi tiền nước thứ là không mất đấy ông cậu thì ông đang thì nói bằng tiếng mường là nó ngon đấy và lứa bưởi này là ngon đấy nhưng mà cậu vừa năm ngoái làm xong nhà rồi Đó. thế là cái lứa bưởi vừa rồi là vừa mới thu được ít là cậu làm xong nhà rồi cái lứa này là làm cái gì định làm gì nếu được một hai trăm triệu là làm gì gửi ngân hàng thôi gửi ngân hàng á à? thế đôi rồi công mô thôi à <laughs> làm một cái, cái xe ô tô mà chạy ấy mua ô tô thì tôi hay lái thì phải đi học bằng à? tôi năm gần 60 tuổi rồi đi bằng thế là Câu cậu cậu gửi được mấy trăm rồi chưa đang chuẩn bị lên khí lát thôi thì cứ từ lứa này đổ đi là gửi thôi cứ gửi vào gửi mấy được còn độ quả bưởi thì bây giờ là loạn đấy ừ. Cái cây này sai nhé là tôi mình bứt đi Ờ phải bứt chết đi Phải cái ấy đi tuốt đi đẹp, Không bán là thị trường được Cái quả nào nó méo mó các thứ là mình phải vặt hết Phải Đó. làm cái thang cầu, mua cái thang gấp Có Đấy Thế là mai kia là đại gia rồi đấy, đại gia xong núi rồi <laughs> đấy lúc thấy chú về thì có mời rượu không? Mời cùng, Mời cùng Thì cơ đang bảo là mai kia mà cậu về thì chú về Thế chơi thì cậu có mời như... không? Lúc nào anh em sống với nhau thì là để sướng vô cùng đấy. Đấy. Trước Đúng là không? hai anh em đi chăn trâu với nhau Quý vị các bạn ở à đây đi là bảy đá, chỗ này lăn này Lăn cứ rầm rầm ấy Đấy, bây giờ là mỗi người một nơi Mình thì uh, đi nào quá xa rồi quá, quá xa rồi, bây giờ cách đây uh, hơn gần 200 cây Đấy, về thì nhìn thấy uh, nhà phát triển này cũng rất là mừng nhưng ở đây thì, thì à, nó cũng được cái nọ nhưng mất cái kia có nhiều tiền nhưng mà người lại thưa Đấy như mình ở phố nó lại vui hơn Là Nhà này bé thôi nhà à, Của nhà mình không bằng một cái một cái buồng của nhà cậu Có 50 mét vuông Đấy Không đó, đó thật đấy chứ Có đấy Chưa được năm một, một nhà một cảnh, không ở dưới đấy mình mua cái đất nó chỉ có từng đấy thì cũng muốn đuổi, <laughs> thêm nó cũng chả có gì? Đấy, có muốn mua nó cũng không có mà mua, mua, mua chỗ mua khác mua thì mình không có tiền. Không? Đấy Mày... muốn mua người ta không bán cho. Nó có cái mảnh từng đấy là mua từng đấy còn mua mảnh to thì đầy nhưng mà mình không có tiền. Bây giờ lấy đâu ra có tiền? Tiền không cứ ai bán cho thì là. Đấy. Còn như nhà cậu này là 2 tỷ chỗ này thì ngon quá rồi thế là làm đấy khoảng độ 5 năm đã 5 năm gửi 1 tỷ đang làm 2 tỷ nữa là chơi ngân hàng làm 3 tỷ ngân hàng là hai vợ chồng già là sống khô tư thôi thế là họ chăn nuôi gà là toàn là gà rừng lai đấy gà rừng lai toàn cái loại đây đây hai con gà thiến này hai con gà thiến này chắc là không đến một cân một con nhỉ cân không cậu đến một cân được một cân không cân sáu à đấy giống gà thiến chân đen má trắng đấy đây ở đây thì người ta có cái phong tục là gà đạp mái cái là người ta mang đi thiến luôn đấy đi thuấn thiến luôn là 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 đến tết người ta mới thịt người gà hầu như là toàn hai ba năm người ta mới thịt quý vị các bạn đấy đấy các bạn nhìn cái con con đỏ bên kia kìa đấy con này chỉ được hơn cân thôi nhưng mà cựa nó dài cực dài rồi đấy đấy nhìn thấy con đỏ đấy cựa nó rất là dài đấy, đấy các bạn nhìn này, đấy gà có bằng nắm tay thôi mà cựa của nó, đấy, còn hai con kia là thiến rồi, quay như là ông uh, quan cậu ông thiến đi để ông uh, để đến tết rồi, đến tết là chú chú về là lên làm cái đùi nhá, đấy là, bây giờ đi quay xong rồi là ông cậu vào ông cậu mời chén rượu rồi, đúng ra thì là đấy cứ đến, đến nhà ai như thế quý vị các bạn ạ là cứ mỗi nhà một chén hai chén là về nhà là say thôi đấy vào ra đây ai giải rượu căng thế thế là còn mấy con trâu nữa lúc nào tôi còn hai con ừ. không đi nhiều con cỏ cái nào cái vườn cái nào cái trâu được làm thế nào đúng rồi mình Mày... mệt lắm cứ làm vườn thôi đấy đường đường này mà đổ bê tông từ dưới lên đây cũng ối tiền nhỉ dân trước là đổ bê tông tươi hay đổ mua xi măng về đổ đổ rồi thôi